Và trong bài này thì có hai ý lớn. Đấy, ý thứ nhất là liên quan đến cái sự nhiễm điện của các vật điện tích và điện tích điểm. Vậy thì trước khi đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay thì các em cùng nhau xem một cái clip như sau. Đây là chúng ta dùng thước và chúng ta chà vào bao tay, cọ sát vào bao tay. Thì sau khi cọ sát vào bao tay thì thước của chúng ta có thể hút được các cái vật nhỏ hơn, là có hút được các cái mẩu giấy vụn hoặc các sợi tóc. Đấy là cái thí nghiệm các em để xem trên clip sau nhé. Rồi đấy, sau khi chúng ta cọ sát vào bao tay thì các em nhìn thấy là thước của chúng ta đang hút được các cái mẩu giấy vụn, đúng không? Thước đã hút được mẩu giấy vụn nhé. Đây là cái thí nghiệm thứ nhất. Thí nghiệm thứ hai đây, để thí nghiệm đối với cái dòng nước hoặc là một sợi sợi chỉ. Đấy, sau khi là chúng ta cọ sát thì thước của chúng ta cũng làm cho cái sợi chỉ chúng ta bị cong đi hoặc là nó bị lệch, đúng không? Lệch so với cái phương thẳng đứng, đúng không? Đấy. Hoặc là chúng ta để làm thí nghiệm tiếp theo đối với một cái lon Coca hoặc là bia. Đây, sau khi chúng ta cọ sát, đấy, sau khi mà chúng ta dùng thước cọ sát vào bao tay nhé, hoặc là vào một cái khăn. Đấy. Rồi. Đấy, em thấy ngay là sau khi mà thước của chúng ta cọ sát vào khăn thì thước đã hút được, đúng không? Đã làm cho cái lon bia của chúng ta di chuyển. Được chưa nào? Rồi, vậy thì sau khi mà tìm hiểu hai hoặc là ba clip thì chúng ta sẽ rút ra được một cái khái niệm là các vật nhiễm điện là các vật như thế nào, đúng không? Đấy, nhá. Đây, chúng ta sẽ rút ra một cái chú ý này. Đó là khái niệm của các vật nhiễm điện. Vậy thì các vật nhiễm điện là các vật mà có thể là hút được các vật khác sau khi cọ sát hoặc là sau khi tiếp xúc. Đấy, là cái nhiễm. Thì các em cần chú ý phân biệt ở đây là các cái hiện tượng là cọ sát và tiếp xúc. Cọ sát nghĩa là chúng ta phải làm cho hai vật là trà lên nhau, đúng không? Đấy. Còn tiếp xúc thì các em chỉ cần đặt vật này lên vật kia thì chúng đã tiếp xúc nhau rồi. Đấy, chú ý phân biệt giữa hai cái nhé, là cọ sát và tiếp xúc. Rồi. Và đi, sau khi mà cọ sát hoặc là sau khi mà tiếp xúc thì các vật đó chúng sẽ có điện tích, đúng không? Đấy. Hoặc sau khi cọ sát hoặc là sau khi tiếp xúc thì các vật đấy sẽ có tên gọi như thế nào? Đấy, thì chúng ta cùng sang vật mục hai nhỏ, đó chính là điện tích và điện điểm. Thế thì điện tích, thế thì nhắc điện tích thì trước khi chúng ta đi tìm hiểu về điện tích thì chúng ta đây, trước khi nhắc điện tích nhé, thì